بالرأيية. Mày biết anh không? Cái gọt chì rồi kìa. Mấy đứa hát không biết tích. Cái này ví dụ như muốn làm chi đó, mày muốn làm chi là mày xa tụi hát. Chứ còn mà ví dụ như anh ta là không quen rồi. Muốn nhờ tụi hát mà. Cái gì con mày nói là chị xa đang làm, đứa làm nhưng mà tụi hát không biết để làm cái công việc đó. Xa. Ví dụ chị... Tụi hát sẽ không biết để làm. Ngăn là chị cũng ổn ghép ảnh ghép đồ rồi đó. Đấy, nhưng mà lúc đông quá thì ra mà bị không ghép ảnh được đó. Không, lúc rảnh ghép chứ còn lúc đông đang ghép. Phải phụ cho họ. Lúc rảnh, lúc đông ai biểu ghép đồ chứ. Cái lúc rảnh thì ghép thôi chứ còn chị biết mua cái máy nó ở mô đây này mày chị sợ. Máy đang xuống rồi. Màu cá đồng quá cực luôn. Nổ cái thay kim đi, thay kim lại nó mất thời gian. Thế nhưng mà chúng ta thi thì cái chỗ với cha nó được chỉ đó tạm chắc là chúng ta thi cũng thấy có tạm được thôi. Nặng gì rồi hả? Ý là mình đâu có nghĩ là máy cũ, chỉ có máy cũ mới thiếu rồi thôi chứ máy mới thiếu. Đúng rồi. Với lại làm chi có chị mà còn một cái, với lại họ mua từ cái máy đang đó tới chừng sau này họ có hũ mặn đâu có họ. Là cái máy mà mày đang mua mà không ra đó hả? Ý là mua bả thôi, không có thôi chứ đại. Không có thì sao thôi.